Cách phòng tránh viêm gan B hiệu quả. Hiện nay, tiêm vaccine phòng viêm gan B được coi là phương pháp phòng tránh hiệu quả nhất. Nếu bệnh đã chuyển sang giai đoạn mãn tính thì chỉ có thể dùng thuốc để kiểm soát tình trạng virus viêm gan B trong cơ thể. Tổ chức WHO khuyến cáo cần tiêm vaccine để phòng tránh viêm gan B càng sớm càng tốt, trong vòng 24 giờ sau khi sinh. Tiếp theo là 2 hoặc 3 liều với khoảng cách tối thiểu là 4 tuần. Ngoài ra cũng có thể tham khảo một số cách phòng tránh viêm gan B như sau: quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su để tránh lây nhiễm viêm gan B, nên đi khám sức khỏe định kỳ để chắc chắn không bị nhiễm bệnh. Trước khi có ý định mang thai, cả hai vợ chồng cần đi kiểm tra để xác định có bị nhiễm bệnh hay không. Thai phụ cũng cần thăm khám định kỳ trong suốt quá trình mang thai để đảm bảo có một thai kỳ khỏe mạnh. Băng kín các vết thương hở để tránh lây nhiễm virus viêm gan B. Tuyệt đối không dùng chung bơm tiêm với bất kỳ ai. Luôn dùng bơm tiêm đã được vô trùng, không tiếp xúc trực tiếp với máu, các vết thương hở, chất dịch của những người khác nếu không sử dụng dụng cụ bảo vệ y tế. Không xăm hình, làm răng, châm cứu, xăm mắt, xăm môi tại những cơ sở không uy tín, an toàn. Không dùng chung các vật dụng cụ cá nhân với người khác như bàn chải đánh răng, chìa bấm móng, dao cạo râu. Các bậc cha mẹ cần hướng dẫn trẻ cách phòng tránh viêm gan B để tránh bị lây nhiễm. Việc khám sàng lọc gan, mật cho phép thực hiện thăm khám, xét nghiệm men gan, đồng thời sàng lọc viêm gan B, C. Sau khi có kết quả, bác sĩ sẽ đưa ra đánh giá chức năng của gan và tư vấn chế độ dinh dưỡng, lối sống để phòng ngừa viêm gan B. Tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực. Ăn uống hợp lý, đầy đủ chất dinh dưỡng, kiêng rượu, bia, thuốc lá. Do vấn nạn lạm dụng rượu bia, các thực phẩm độc hại, tỷ lệ người mắc bệnh viêm gan ở Việt Nam ngày càng gia tăng, đặc biệt là viêm gan B. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.